Kỷ luật cán bộ chi cục thuế ở Bình Dương chống đối đo nồng độ cồn. Chặng đường đến World Cup vẫn còn xa với tuyển Việt Nam. Big Bang, từ huyền thoại đến nhóm nhạc của những bê bối chấn động. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Kỷ luật cán bộ chi cục thuế ở Bình Dương chống đối đo nồng độ cồn. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, Cục Thuế Bình Dương tiến hành kỷ luật ông S bằng hình thức cảnh cáo. Ngày 27 tháng 10, một lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương cho biết liên quan đến vụ việc một cán bộ trong ngành thuế chống đối đo nồng độ cồn, Cục Thuế đã có quyết định kỷ luật đối với người này. Theo vị lãnh đạo, sau khi có quyết định tạm đình chỉ công tác từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 đối với ông H. V. S. công tác tại đội thuế liên xã số 3, chi cục thuế khu vực Bến Cát để thu thập thông tin từ phía công an và có hình thức xử lý, Cục Thuế đã tiến hành kỷ luật ông S bằng hình thức cảnh cáo. Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quán triệt quy định, nội quy cơ quan về cán bộ, công chức, người lao động không uống rượu, bia khi lái xe hoặc khi làm nhiệm vụ. Nếu để xảy ra vi phạm, Cục Thuế tỉnh sẽ xử lý nghiêm cán bộ, lãnh đạo này thông tin. Theo nguồn tin của phóng viên, hiện ông S đi làm bình thường tại đội thuế liên xã số 3, chi cục thuế khu vực Bến Cát. Trước đó, như phóng viên đã đưa tin, ngày 28 tháng 9, tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương tổ chức thực hiện đo nồng độ cồn trên địa bàn huyện. Thời điểm kiểm tra, đoàn đã yêu cầu ông S dừng xe để đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này nhất quyết không chịu chấp hành mà chạy thẳng vào quán cà phê, sau đó đôi co với lực lượng cảnh sát giao thông bằng những lời lẽ khiếm nhã. Sau khi nắm sự việc, lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương đã yêu cầu chi cục thuế Bến Cát nhanh chóng báo cáo để xử lý cán bộ theo đúng quy định. Chặng đường đến World Cup vẫn còn xa với tuyển Việt Nam. Thành công liên tiếp đến trong 5 năm qua chưa phải sự đảm bảo cho giấc mơ World Cup mà bóng đá Việt Nam hướng tới. 3 trận đấu giao hữu quốc tế trong tháng 10 của tuyển Việt Nam là những thử thách khó nhất trong nhiều năm qua. Tuyển Trung Quốc hay tuyển Uzbekistan là các đội bóng đang tiệm cận với suất dự World Cup ở khu vực châu Á, trong khi tuyển Hàn Quốc là lá cờ đầu của châu lục tại đấu trường thế giới. Thầy trò huấn luyện viên Chu Xie nhận 3 thất bại liên tiếp, thủng lưới 10 bàn và không ghi được bàn thắng nào. Bù lại, tuyển Việt Nam lại cho thấy điểm sáng từ chính các cầu thủ trẻ như Thái Sơn, Văn Khang. Họ chơi bóng chững chạc, tự tin và có nhiều tình huống mang đến bất ngờ cho đối thủ. Tuyển Việt Nam giữ vững tinh thần, có nhiều pha phối hợp đường nét và có đủ cơ hội để ghi bàn dù chưa thể tận dụng. Sẽ có những so sánh giữa ông Chu Xie và người tiền nhiệm. Nhưng về cơ bản, nếu ở trên một chặng đường đi tới World Cup, kết quả của bóng đá Việt Nam sẽ khó có khác biệt trong tương lai gần. Nói chính xác hơn, huấn luyện viên Chu Xie là nhà cầm quân đặt nền móng và những bước đi đầu tiên cho giấc mơ World Cup theo một cách nghiêm túc nhất. Cho đến trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo xuất hiện, sẽ thật viển vông nếu ai đó nói rằng tuyển Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup. Thành công của nhà cầm quân này tiếp thêm niềm tin và hy vọng, nhất là khi số đội được đến World Cup được nâng lên thành 48. Nhưng tuyển Việt Nam cũng không thể giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ với chiến thuật phòng ngự, phản công. Bằng chứng chính là vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuyển Việt Nam thi đấu quyết tâm, cố gắng nhưng hầu như không thể giải quyết đối thủ. Cách đá ấy vẫn phù hợp với trình độ và con người hiện tại. Tuyển Việt Nam hòa Nhật Bản hay thắng Trung Quốc nhưng vẫn còn cách rất xa vé dự World Cup. Tuyển Việt Nam vẫn phải phòng ngự chặt chẽ trước các đối thủ mạnh nhưng cần đủ trình độ để giải quyết các đối thủ ngang tầm hoặc nhỉnh hơn một chút. Con đường này dễ dàng về lý thuyết nhưng nhiều khó khăn trong thực tiễn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói, chúng ta nhìn thấy khoảng cách về trình độ. Khi triết lý đưa ra, chúng ta nói cần chơi kiểm soát bóng. Cầu thủ Việt Nam nhỏ bé, thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo và tốc độ. Nhưng, đẳng cấp của bóng đá Việt Nam còn khoảng cách rất lớn với thế giới. Với tư cách là huấn luyện viên nội đầu tiên dẫn dắt một đội bóng Việt Nam dự World Cup có những hoài bão riêng của mình. Nhà cầm quân này là mảnh ghép quan trọng với chiến lược xây dựng bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF. Đó là kế hoạch dài hơi nhằm nâng cấp sức mạnh cho tuyển Việt Nam. World Cup, giấc mơ của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã gần hơn nhưng lại vẫn rất xa. Sẽ cần nhiều hơn sự kiên nhẫn, cần cả thời gian nhiều năm chờ đợi. Big Bang, từ huyền thoại đến nhóm nhạc của những bê bối chấn động. Big Bang là một trong những nhóm nhạc thành công nhất của pop trong những năm 2010, trước kỷ nguyên của Ban Tuyển Sinh và Blackpink. Nhưng trong những năm gần đây, tên tuổi của nhóm đã bị hoen ố bởi những cáo buộc hình sự mà các thành viên phải đối mặt. Sangri vướng vào vụ bê bối mại dâm, tham ô, Top hay G-Dragon dính lùm xùm sử dụng ma túy bất hợp pháp. Thời kỳ đỉnh cao, Big Bang là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất pop đến thị trường âm châu Á.
ra mắt năm 2006 với hình tượng đi ngược với tiêu chuẩn. Năm thành viên Big Bang cũng phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt trong nhiều năm trước khi bước chân vào giới giải trí. Sự nghiệp của nhóm bùng nổ từ năm 2008 với nhiều bài hát tự viết, tự sản xuất.